trang phục truyền thống như bà nhờ. Đấy, bà đang chỉnh sửa quần áo đây. Bác đang có mặt tại một cái bản của đồng bào dân tộc La Chí mọi người nhé, tại Lý Thượng, Qua Bình, Hà Giang mọi người ạ. Thì hôm nay mình sẽ quay một cái mẫu nhà sàn của anh em dân tộc cộng đồng người La Chí mọi người nhé. Thì cái con đường ở đây đi lại rất là khó khăn, các bác nghe thấy rõ cái tiếng suối chảy không mọi người, tiếng chảy róc rách đây mọi người nhé. Thì hôm nay mình sẽ review về mẫu nhà sàn này, mặc dù là cái phương tiện đi lại rất là khó khăn, thứ hai là vận chuyển vật liệu lên đây cũng rất khó mọi người nhé, nhưng mà ở đây thì đã có một cái nhà sàn đầu tiên. Thì vừa nãy mình có đi cả anh bí thư thôn, thì cái nhà này là nhà đầu tiên của cái thôn này mọi người nhé. Thì có hơn 100 hộ, nhưng mà nhà hộ này hộ đầu tiên là đã áp dụng cái công nghệ của nhà sàn bê tông để xây dựng nhà ở đây mọi người nhé. Thì mình sẽ qua cái quang cảnh này. Ở đây đẹp lắm mọi người, các bác nghe thấy rõ không? Các bác thấy cái tiếng suối chảy rì rào mọi người này. Đây là những con trâu với cả cái bụi tre đây mọi người nhé. Đó, cái đường thực ra là cái đi lại rất là khó khăn mọi người ạ. Thì cái nhà này thì cũng là 4 gian mọi người, đằng kia có một cái gian bếp nữa mọi người nhá. Thì cũng theo phong trào của Đảng và Nhà nước thì cũng xây dựng hệ thống nhà sàn bê tông để giữ lại nét văn hóa truyền thống từ xa xưa mọi người nhá. Thì đây có một cái nhà sàn gỗ này, và kia cũng có một cái nhà sàn gỗ đó mọi người ạ. Thì đây bản làng này, mọi người cho xem qua mọi người. Núi đồi ở đây rất là nhiều, núi đồi cây cối xanh tươi mọi người nhá. Hôm nay mình có đi cùng anh Khô là bí thư thôn ở đây mọi người nhá. Thì em hỏi thì ở đây là bao nhiêu hộ tất cả anh? Ở đây cả thôn mình thì có 127 hộ. 127 hộ. Thì cái ngôi nhà của chú Lý gì nhỉ anh nhỉ? Chú Lý Văn Lì. Lý Văn Lì là ngôi nhà sàn đầu tiên được thi công thiết kế phải không anh? Vâng, được nhà sàn đầu tiên của bê tông, làm bằng bê tông cốt thép. Dạ vâng, vâng ạ. Thì anh là quản lý của cái thôn này, thì anh thấy cái khu vực mình đã phát triển nhiều chưa anh? Nói chung thì cũng đang chuẩn bị dần dần phát triển, nhưng mà nếu gọi là phát triển nhiều thì cũng chưa được phát triển nhiều lắm. Bây giờ sau năm mấy năm gần đây thì các gia đình đều cũng khang trang trở lại. Nói chung thì nhà sàn bê tông thì cũng đang chuẩn bị phát triển, có nhà cũng đang chuẩn bị làm lấy vật liệu nhưng mà chưa để công xây dựng. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều nhé. Bắt đầu nhé. Chú tên là gì ạ? Lý Văn Lì ạ. Đây là nhà công trình nhà mình đang vừa thi công xong đúng không chú? Vâng. Mình là ở thôn gì chú nhỉ? Hạ Sơn. Vâng. Xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang chú nhỉ? Vâng. Thì mình là dân tộc La Chí phải không chú? Vâng. Cái mẫu nhà mình có thay đổi so với mẫu nhà ngày xưa nhiều không chú? Ôi, thay đổi nhiều mà. Dạ vâng. Vâng. Thì cháu nghe nói là nhà chú là nhà đầu tiên của cái huyện của cái thôn mình phải không chú? Vâng. Dạ vâng, cũng đại diện cho rất nhiều hộ ở đây đúng nhỉ? Vâng. Chi phí của cái nhà này hết nhiều không ạ? Cũng hơn 300 rồi. Một cái nhà sàn này hơn 300 ạ. Vâng. Dạ, tất cả như này. Vâng. Thì còn cái phần sàn phần ấy là chưa xong chú nhỉ? Ừ, chưa xong. Vâng. Tầm 100 nữa là chắc xong hoàn chỉnh. Dạ vâng. Cái vận chuyển vật liệu với cả đi lại có khó khăn hơn ở những nhà ấy chú không? Có ở dưới kia so với khó khăn hơn không ạ? Khó khăn hơn nhiều mà. Vâng. Cái mẫu nhà sàn này là mẫu nhà sàn của người Tây đúng không? Người Tây, vâng. À vâng, cái ngày xưa các cụ ngày xưa ở nhà mình có ở nhà sàn này không ạ? Có, nhưng mà nó nhà sàn gỗ nó đục thôi, đục xà xuyên thôi. Xà xuyên phải không ạ? Vâng. Vâng. Còn ở đây thì nó cao ráo khang trang hơn. Vâng. Dạ vâng. Mình đang tiến đến cái góc máy đằng trước của cái ngôi nhà này mọi người nhé. Thì giới thiệu sơ qua mọi người là một mẫu nhà sàn 4 gian mọi người. Tất cả hệ thống cửa bằng gỗ xoan hết mọi người. Hệ thống mái là hệ thống mái tôn màu xanh mọi người nhé. Mái tôn sóng mọi người ạ. Thì quang cảnh ở xung quanh cũng rất là rộng và thoáng mát đây mọi người nhé. Có cả một cái ao bé ở đằng trước. Thì ở góc máy này mọi người có thể nhìn thấy rõ hơn, thì có một cái gian bếp ở bên kia mọi người. Thì hệ thống cửa thì trong cái ký sự lần trước thì em quay thì vẫn chưa hoàn thiện mọi người ạ. Thì đây có hai lối cầu thang lên mọi người nhé. Có hai lối cầu thang bên. Thì một bên cầu thang chính, còn cầu thang phụ là bên bếp xuống đây mọi người nhé.
thì cái không gian rất là rộng, gần như là một cái nhà sàn 5 gian mọi người ạ. À, ở dưới sàn thì đang trong quá trình hoàn thiện mọi người nhé. Thì tiến tới thì sẽ đổ sàn dưới nữa mọi người. Thì xong hết toàn bộ cả sân cả sàn nữa nhé. Tổng diện tích ngôi nhà 80 m² mọi người. Cầu thang thì được xử lý bằng ốp cái gạch giả ngói mọi người nhé. Ở giữa là màu đỏ, hai bên là màu đen, là như nhìn như một cái thảm luôn mọi người nhé. Thì những con trụ với cả lan can cầu thang thì vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chưa xong mọi người. Thì mình sẽ chuyển qua góc máy phía đằng sau của ngôi nhà, mọi người có thể nhìn rõ hơn về góc máy này. Cái ngôi nhà ở góc máy đằng sau đây mọi người nhé. Thì rất là rộng và thoáng đây mọi người. Ok, rồi mình sẽ chuyển đến phần sân nhà cho mọi người cùng theo dõi nhé. Phần sân nhà rất là rộng và thoáng đây mọi người nhé. Thì so với những ngôi nhà sàn cũ thì cái ngôi nhà sàn mới này mình thấy rất là rộng, đẹp và cao ráo khang trang đây mọi người nhé. Ở một nơi vùng núi này thì có một cái nhà sàn này phải nói là quá tuyệt vời mọi người ạ. Rất là đẹp nhé.